Nằm trong các hoạt động của lễ hội truyền thống Đền An Sinh năm 2019, tối 17 tháng 9 tại Đền An Sinh, thị xã Đông Triều đã tổ chức khai mạc chung kết liên hoan văn nghệ các làng khu phố thị xã Đông Triều năm 2019. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Tham dự liên hoan năm nay có 29 làng khu phố tiêu biểu đại diện cho 174 làng khu phố của thị xã đã được tuyển chọn từ vòng sơ khảo tại liên hoan văn nghệ các làng khu phố cấp xã phường tổ chức. Mỗi làng khu phố tham gia 3 tiết mục văn nghệ ở các thể loại ca, múa, thơ, tấu, nhạc, tiểu phẩm, hoạt cảnh. Các tiết mục đều tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước Việt Nam, quê hương và con người tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị xã Đông Triều nói riêng trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Nhiều tiểu phẩm đã chú trọng biểu dương những gương người tốt việc tốt, tinh thần tự lực tự cường, ý chí vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, giới thiệu những thành tựu đã đạt được trong xây dựng làng khu phố văn hóa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh, phê phán những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu. Liên hoan văn nghệ các làng khu phố thị xã Đông Triều được tổ chức hàng năm là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, sáng tạo trong nghệ thuật, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Liên hoan văn nghệ các làng khu phố thị xã Đông Triều diễn ra trong 4 tối, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019.